phạt chị được không ta? Phạt được, thiếu nợ đại gia. Trời, thiếu nợ gia hả? Thiếu nợ gia luôn. Thiếu có tắt cái quạt không có? Tắt cái quạt. Ừ. Sao? Sao anh Lê Anh Trung cười dữ vậy? Dạ. Vít cô. Phan của tao cùng Phan Đông Tài xuống đường đã đảo chính quyền. Phan của tao cùng Phan Đông Tài xuống đường đã đảo chính quyền. Dạ. Dữ. À, sao? Không. Ok, em kéo bán cho nó. Dạ, không có. Đã đảo chính quyền, đồ ghê quá, sợ quá. Hôm qua em sai à? Ngày nào em sai là sai, ngày nào em tỉnh 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 như sai, em sai như tỉnh. Hello Lê Thu Đông, mười mấy lon với em không chết, không xỉn được. Dạ. Chào anh Tiến Trần. Dạ, không xỉn được. Dạ. Ôi, cái chuyện đề tài của chị Hằng trên mạng đầy, đâu có cần em nói lên chuyện bạc, đầy, biết bao nhiêu người phân tích. À, chị có nhiều nick nha, Bích Thiền Lê Trần. Sao mày chửi người ta nhiều rồi? Ôi, tôi có chửi ai, tôi toàn hát về thầy chùa thôi. Trời ơi, anh sợ mất chị Hằng quá thì anh lại anh dinh, dinh chị Hằng về nhà cất anh à. Anh hiểu không? Dinh chị Hằng về nhà cất. Dạ, mình cất chị Hằng vô tủ luôn, để người ta không có loa, la làng la sớm nữa. Mình phải cất chị Hằng cho kỹ đi. Chiếc này về nhà cất cho kỹ anh. Cất đi, đừng đem lên trên mạng nữa. Không bao nhìn xỉn thấy thương rồi Lê Thu Đông. À, nhìn cái mặt lúc nào cũng vậy anh chị bạn. Xỉn càng cười. À, vậy mình đem về cất đi. Dạ, đem về cất chỉ vô tủ đi. Chứ à, không cất cũng không được đâu. Hết người này mời đến người kia mời cũng vậy à. Nói thiệt, chị Thí ơi, bà nói Việt Tân kêu bà đến giao nhiệm vụ cho bà xuống đường lật đổ chính quyền. Ờ à, đúng rồi, có chuẩn. Dạ có. Có chứ, có. Cái câu đó có trên live chị. Có trên cái talk show đó, có. Dạ. Nông nói chung là anh chị sợ người ta nói về chị Hằng đó. Anh chị có thể kêu TikTok là ngưng hoạt động đi. Tại vì biết sao, em giờ không nói người ta cũng nói à. Dạ. Anh như anh chị bạn là phải như là kêu TikTok là nó ngưng hoạt động đi. Chỉ có cách đó thôi. Dạ. Em cũng không biết nữa. Dạ. Chỉ có cách đó thôi. Em đi dọn cơm ăn đã. Ủa tới giờ ăn cơm rồi hả? Lẹ dữ thần vậy. Dạ. Lẹ dữ thần ông mà tới giờ ăn cơm luôn rồi. Nhanh dữ vậy sao? Dạ. Sạc pin vô nghe tiếp. Ghê thiệt. Thôi anh chị bạn, mình xả stress một hai hôm để mình gọi là đợi thầy Quang trả lại hết bằng, xong rồi bắt đầu chùa thầy Quang hết rồi mình đi chùa khác. Dạ. Sao pin Bluetooth? Em sắp đi chùa khác, tại vì giờ chùa thầy Quang bị lấy bằng hết rồi, để em đi chùa khác. Nói chung là em nhất định là em sẽ đi hết mấy cái chùa đó luôn đó. Đi vô rồi cũng là lò mì Văn Cẳng, em là sẽ đi hết mấy cái chùa đó luôn đó anh chị bạn. Dạ thiệt, em đi từng chùa, em sẽ đi từng chùa, sẽ đi thăm từng thầy đó anh chị bạn. Em là như vậy đó. Em muốn nước giá đỡ căng tiếng nha. Hello chị Trang Dung, tại mấy đứa cố vấn à, em đâu có rành đâu. Là người giàu luôn có ngộ kỳ thời à. Ngộ kỳ thời, tu riết không khôn ra, tu lâu mà ngu thấy mẹ, tu chi nữa trời, gì mà đi tu, tối ngày toàn chửi giữa dân chúng không đi tu chi nữa cha. Cha về nhà hỏi má của cha xem, lấy Trung mà hay lấy Việt, sao cha giảng gì kỳ, Việt Nam tuổi tôi thế mà là em của Trung Quốc sao, sao cha ngu thế cha. Đi tu mà tu đi không khôn ra, tu lâu mà ngu thấy mợ, tu chi nữa trời, vậy thì năm nay hết thời về nhà nghỉ hưu khỏe luôn đi, tu chi nữa cha. Xui chị bạn, xui chị bạn. Tính ra cù hồn chứ đi chùa nào là gãy chùa đó anh chị bạn. Nói thiệt, hại thiệt anh chị bạn. Tính ra bây giờ em đi ra ngoài đường là người ta biết em cù hồn mạng luôn á. Nhưng mà người ta nói em là, người ta kêu em nè, chị, nấu cơm điện, chị, em nè, em nấu cơm điện. Ờ, dữ à, Sài Gòn, nếu không có tiền thì làm sao sống, hoàn nạn, gian nan thì ai giúp được mình, lục đi chùa, thầy có nói với mình, con ơi xin đi làm nhà con nên nhớ đi cùng dương,
Về nhà cứ nghĩ cứ suy những gì thầy quan nói, mà đào đâu ra tiền đây để cùng dường. Chẳng lẽ mình đuổi ba má ra đường, xong đem luôn căn nhà mà mình đang ở để đưa cho ông thầy, đúng không chị bạn? Thầy giàu thầy đi bằng siêu xe, con đây xe quay chạy gần chết. Đến một ngày nào đó con hết tiền đi cúng, liệu rằng thầy có nhớ con không thầy? Nằm máy lạnh là tội ác, nằm giọng là tội ác, du lịch là tội ác, tưới cây là tội ác, làm đẹp là tội ác, uống cà phê là tội ác, đi toilet là tội ác, đập đầu cá là tội ác, cúng vàng là hết ác, cúng nhà là hết ác, trọc ác trọc ác, cúng nhà cúng nhà, trọc ác trọc ác, cúng nhà là ra đường anh chị em bạn. Hát có mấy bài anh chị em bạn, tụng có mấy bài kinh à, thầy đi luôn rồi anh chị em bạn. Á bán khô mà tụng kinh thôi chị em bạn, thầy rớt luôn mấy cái bằng một lượt, xui anh chị em bạn. Bluetooth rồi, tại sao anh chị thương tôi hả? Tại vì nó nói đúng quá mà. Á chù một cái đi luôn, nó trút lại thiệt. Xui nha, đây là xui thôi anh chị em bạn. Nhất tâm đánh lễ thầy quan, rồi tụng kinh. Tụng kinh buổi sáng, mặc dù kháng tiếng rồi, vẫn tụng cho anh chị vui vẻ rồi. Chơi mạng mà, quạo vọ quá, hâm he rồi, không tốt, đúng không Ngân? Chơi mạng mà mình làm giết rầu quá, sức dầu sức gió rồi là hiểu rồi. Chiều nay mua 3 liều thuốc đau họng uống nữa là ngày mai là hết liền anh chị bạn. Nói chung là tối nay còn chơi karaoke nữa anh chị bạn, cho nên mới khan tiếng luôn. Hồi tối nay có karaoke nhưng mà hồi tối nay còn trong karaoke, để em nói cho anh chị bạn nghe, hồi tối nay trong karaoke là em đi chơi với lại fan chị Hằng luôn á. Quên nói cho chị Thắm nghe là hồi tối này em đi nhậu với lại fan chị Hằng luôn á chị Thắm. Là cái chị đó tên Hiền chị, chắc cũng nhiều người biết lắm á, thậm chí cả nhân viên Đại Nam còn biết chị đó. Hồi tối này là em đi nhậu với chị đó chị, nhưng mà cả cái chị đó luôn còn chưa bắt em Thúy là thích ai nữa. Cả cái chị đó là fan cứng của chị Hằng luôn, chị chụp hình chung với chị Hằng còn gửi vô máy em nữa. Mà em cũng nói thẳng với chị luôn là em chọn nồi cơm trong vế này nha chị. Bây giờ chị em mình chơi với nhau nữa rồi chơi, chị thích chị Hằng, em thích nồi cơm, hai đứa mình mạnh đằng nào chơi đằng đó. Thiệt mà cô giáo thủy, mạnh đứa nào chơi với đứa đó. Em chọn nồi cơm, chị chọn chị Hằng, nhưng mà nước sông không đụng nước giếng nha. Chị em mình vẫn có thể ăn nhậu được, vẫn có thể ra ngoài chơi được, nhưng mà tại cái bàn này chỉ kêu em hát bài T30, T30 luôn, tôi hát luôn anh chị mà. Hồi tối này là em hát trong karaoke luôn, vì chị thích bài đó, em sẵn sàng hát tặng chị liền. Chị nói là chị chỉ thích Đoạn Buồn Đi Mưa và T30 thôi, vì cái tình chị em đó là em hát tặng chị liền. Và cho nên chị cũng tôn trọng em, mặc dù ngày nào chị cũng coi em rất thích tụng kinh, là chị cũng phải buộc là em thích nồi cơm điện. Em nói luôn mà, riêng cái vế này em không bao giờ đi chung đường với chị Hiền được, mong chị Hiền thông cảm bỏ qua cho em. Em có nói luôn mà chị đó là chụp hình chung chị Hằng luôn, em không bao giờ nói xạo. Cái gì em nói người nào là có người đó. Em vẫn chơi với chị đó bình thường, nhưng mà tư duy của em khác, cái chị đó khác thôi. Mặc dù chị đó thương chị Hằng nha, nguyên gia đình chị đó không cho thích luôn, chị vẫn thích. Chị ở trên Đại Năm tới ngày hôm qua nữa là chị mới về thôi. Có nghĩa là ngày trước talk show là chị ở trên, chị ở trên khách sạn trên đó. Chị chơi với chị Hằng xong, cho đến làm xong talk show, ngày hôm qua buổi sáng chị còn ở trên. Chị nói chị sẽ đi vườn thú nữa, xong rồi chiều chị mới về chơi với Thí nha. Là em nói ok, chị đi chơi trước đi, rồi chiều chị về chị em mình gặp. Ra ngoài cái bàn thôi, chị biết tính em luôn, chị nói vậy nè. Ngày hôm nay mình ăn chơi mình đừng có nói chị Hằng như thế. Nói chung là cái đề tài của chị Hằng bỏ qua bên đi, em nói về đề tài tụng kinh của em đi. Tại chị tôn trọng em tới vậy luôn á, vì chị biết cái nết em, cái em không thích đừng ép. Mặc dù hai đứa mình là hai thích hai hệ khác nhau, nhưng mà hồi đó chị chưa biết đánh em à. Em thích cái đó là em thích cái đó. Và cái chị đó luôn, chị nói cái chuyện của chị thích chị Hằng là chuyện của chị, chuyện chị thích Thí là chuyện của Thí. Dù sau này cái chuyện đó như thế nào, em cũng là em của chị. Còn cái chuyện chị tôn trọng chị Hằng, đó là chuyện của chị. Em đâu bao giờ kêu chị là chị sao tự nhiên chị thích chị Hằng chi vậy. Em không bao giờ nha. Chị nói chị đang ở Đại Nam, Thí lên chơi không? À thiệt tình là em bận lắm, em không lên chơi được. Chị thông cảm, em không thể nào ngồi ở ngoài nắng mấy tiếng đồng hồ, em không làm được. Chị Hiền cũng thông cảm cho em nha. Có nói mà, nhiều lắm, nhiều fan cứng của chị Hằng mà những người lớn em đều nhắn qua giúp Lào. Em xin lỗi chị, riêng cái vế này em chọn nồi cơm,
chị chọn ai là chuyện của chị. Thí dụ chị em mình còn chung đường, chơi được chơi tiếp, không được thì mình nói chung là thuê bao quý khách vừa gọi, hiện thời không liên lạc được, quý khách vui lòng xóa tên xóa số, xóa luôn cả mình từng quen. Vì em bán một ký khô cho chị cũng lời có mấy chục ngàn, thì em không bao giờ bán rẻ linh hồn của em để làm robot cho anh chị đâu. Em bán một ký khô á, lời vài chục ngàn, thì em không bao giờ bán linh hồn của em như vậy đâu. Không phải ai nói cái gì em cũng nghe đâu. Em là nghe xong em phải suy nghĩ không? Riêng chị Hằng chưa về là em đã chơi đề tài của thầy Minh Tuệ. Rõ nét luôn là ngay từ đầu em đã chơi rồi. Mà chỉ vì anh chị nghe chị Hằng nói thôi, anh chị có thể nhào vô like người ta, anh chị chửi người ta bất chấp là sao? Anh chị giải thích đi. Là anh chị chỉ vì nghe chị Hằng nói một câu là ông thầy Tuệ, ông tu chưa chắc đúng. Tôi mà nói mà tôi quất một cái không trượt phát nào, tôi sẽ nói ông sai chỗ nào, ông đúng chỗ nào cho mọi người nghe. Là anh chị bắt đầu nhào vô like người ta, anh chị chửi người ta, trong khi lúc mà chị Hằng chưa về, anh chị có comment chửi người ta vậy không? Ngày chị Hằng chưa về, tôi cũng thấy anh chị ủng hộ thầy Tuệ mà. Chừng nào mà chị Hằng mới về mà tôi không phải chơi đề tài thầy Tuệ, mà tôi bắt đầu đu vô đó, tôi nói chị Hằng, thì anh chị nói tôi, chị Hằng chưa về là tôi đã chơi như vậy rồi. Và tôi lúc đó chị Hằng đâu có cần tôi bảo vệ, chị Hằng ở chổng mà tôi vẫn chơi với anh chị. Có nghĩa là tôi chơi theo cái tinh thần là tôi ủng hộ anh chị, yêu thương người anh chị yêu thương. Tại vì lúc đó chị Hằng đâu có ngoài, nhưng tôi vẫn đồng hành cùng anh chị. Điểm nào tốt tôi đều nói ra hết, điểm nào chưa tốt của chị tôi cũng nói ra luôn, để cho những người đó người ta rộng đường, người ta nhìn qua nhìn lại cũng còn thấy là chị làm nhiều điều tốt. Nhưng chị có sai không thấy? Có sai. Có sai thì mới bị cơ quan chức năng xử lý. Nhưng mà mình yêu cái tinh thần làm đẹp đó thì mình có thể lấy cái tốt trừ cái xấu, còn cái điểm cộng mà chị đáng có. Và vì vậy cho nên anh chị mới mến tôi mà, đúng không? Vì vậy cho nên anh chị mới mến tôi. Vì biết sao? Tôi nói lên được những điều mà chị làm đẹp. Không phải hả? Không phải vì như vậy anh chị mới chơi với tôi sao? Và anh chị tự hỏi lại mình coi là có bao nhiêu người fan chị Hằng đã đi ủng hộ đồ của ông Thí. Và cho anh chị suy nghĩ luôn là tôi đã tốn 10.000 nào, mua cây bông nào, tặng cho một người nghệ sĩ nào chưa? Đời tôi đâu thần tượng ai đâu anh chị bạn. Tôi nói hoài mà, chỉ có bà già tôi thôi. Chị Hằng cũng không, nghệ sĩ cũng không. Thầy Tuệ là tôi thích cách tu thôi, cũng không có thần tượng luôn. Nói trên like luôn khỏi bích lòng. Thiếu thầy Tuệ tôi không chết, thiếu nghệ sĩ không chết luôn, thiếu bà Hằng không chết luôn, nhưng mà thiếu bà già tôi chết. Đó, nghiêm túc trên like luôn. Tư duy rõ nét luôn. Đâu phải là mình thích nồi cơm điện là mình cuồng đâu anh chị bạn. Là mình phải chạy đi, mình chửi người này, mình chửi người kia để đi bảo vệ ngài Minh Tuệ đó, đâu cần. Người ta có cơ quan chức năng bảo vệ rồi, em bảo vệ cái gì? Em chơi theo chính kiến của em thích tụng kinh, em thích hát, em thích vậy đó. Rồi chơi vậy xong. Ở giá mà, bê đê mà làm gì có chồng con. Giống như bà Thấm ngày hôm qua bà nói nè, bê đê, làm gì có chồng con. Bê đê anh chị mà, bê đê. Đó, làm sao có chồng con được. Tắt mặt luôn đó. Dạ đúng rồi, người ta chửi em bê đê em cười con, không thiết đầu con không cười tôi gì. Ta chửi em bê đê. Dạ, cho nên không có chồng con, cho nên mới lết lên trên mạng chơi hoài. Lăn bò trường lết trên mạng, một ngày bán vài ký khô là mình sống qua ngày, chờ qua đời thôi chị Kim Hương. Dạ. Đó, giờ không ăn mới chết nè. Đúng rồi, ăn cơm đi, vừa ăn vừa nghe. Cho nên em là thiệt tình lắm anh chị bạn, đừng nghĩ vậy. Tại thấy em mạnh mẽ quá à. Cho nên người ta cứ hỏi em vậy đó. Hả? À, thường mà em chơi với Phan Chàng rồi tối là em nói là em đi nhậu với Phan Chàng, hôm qua em có nói trên live rồi đó. Là sự thật. Chị đó tên Hiền. Bây giờ anh chị bạn có thể là ở trong Đại Nam, những người đó hỏi thử coi có phải chị Hiền đó là fan cứng của chị Hằng không? Và đã ở trên Đại Nam mấy ngày liên tục không? Đâu hỏi thử coi. Giờ hỏi bà Hiền luôn coi phải hồi tối bà Hiền đi nhậu với Thí Nguyễn không? Chị đó là từng chụp hình chung với chàng luôn á.
Và chị đó vì yêu thương chị Hằng thôi. Gia đình chửi cỡ nào chửi, chị vẫn là phải chọn chị Hằng. Tới con cái là cũng phải đồng tình. Thôi tại vì mẹ mình thương chị đó, thôi kệ. Và chị đó có thể là nhà có tiệc tùng, chị cũng gác lại hết. Chị nhất định phải đi Đại Nam gặp chị Hằng. Chị đi một mình bằng một chiếc xe Honda. Chị chạy lên Đại Nam chị chơi trên đó. Chị ngồi chơi với nhân viên trong đó luôn. Mấy ngày chị Hằng về là hầu như từng nào chị cũng đi hết. Vậy mà em vẫn chơi bình thường nè. Tư duy của em mỗi lần em like là chị thấy luôn á. Chị thấy em mở like luôn á, chị Hiền đó. Có nghĩa là chị ở trong Đại Nam, chị bật like của em chị coi luôn. Chị cũng có coi cái talk show của chị Hằng luôn. Nhưng mà mỗi người là một suy nghĩ thôi. Chị live stream ở trong đó trực tiếp cho em coi luôn á. Đó, thiệt. Cho nên chị em bạn khỏi cần lo là tôi chơi với ai. Tôi chơi hết với những người mà chơi với tôi. Fan ai cũng được. Thậm chí luôn cả chúng thanh niên mà hiểu chuyện mà chấp nhận được thầy mình không có bằng, mà tôi vẫn thích thầy Quang, ok, vẫn có thể là bạn được. Tại vì tư duy của bạn và tôi không giống nhau. Nhưng mà cái chuyện thầy bạn không có bằng lại là sự thật. Giống như bạn chấp nhận được mà bạn chơi với tôi được là tôi chơi với bạn à. Tại vì biết sao? Cơm ăn áo mặc của bạn là ba mẹ bạn. Tôi chơi theo hệ của tôi, ba mẹ tôi nuôi tôi. Cho nên như vậy thì chúng mình đâu có gọi gì là gọi là kẻ thù của nhau. Chẳng qua là tư duy của mình không trùng với nhau thôi. Dạ, tư duy là không trùng anh chị em bạn. Tư duy không trùng. Giống như tôi và tư duy với bà Hà Như này đâu có trùng nha. Bà Hà Như là nghe lời chị Hằng, là con nào cũng là Diệt Tân hết á. Con Đinh Lan là Diệt Tân, con Thí Nguyễn là Diệt Tân. Chỉ cần con nào không ủng hộ bà Hằng là con đó là Diệt Tân hết. Mà 90 mấy triệu dân này là phải dò lại coi có bao nhiêu con Diệt Tân nữa. Hôm nay có chị Hằng xong là có Diệt Tân liền. Dạ. Cho nên bây giờ mình phải coi trên mạng này coi còn bao nhiêu đứa Diệt Tân mà nó sống sót, để mình đi mình dọn nó hết luôn chị. Mình thay trời hành đạo, mình sẽ gọi là triệt phá nguyên ổ Diệt Tân ở Việt Nam. Mà trong đó là có bà Diệt Hương đồ, bà hát đồ bên Ba Sọc rồi đó chị. Ở ca sĩ Quách Tuấn Du nè chị, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nè, Mia Trần nè chị. Những người mà diễn ở Màu Cờ Ba Sọc đó chị, chị có thấy qua chưa? Ở Việt Nam này nè, họ vẫn còn, họ vẫn còn diễn tả bình thường và họ vẫn còn đi hát bình thường, giống như Mia Trần vậy đó. Là mới cái show Anh Trai Đạp Trong Gai vậy nè, là bả vẫn còn hát bình thường, khán giả Việt Nam vẫn còn vỗ tay bình thường, mặc dù là hát cho cái Cờ Ba Sọc đó luôn. Xong cuối cùng cũng vậy luôn hả? Người ta vẫn yêu thương à? Tại vì cơ quan chức năng nơi mình sinh sống, miễn là bạn không phải là một tổ chức mà chỉ là bạn xuất hiện ở đó, người ta vẫn còn xem xét. Giống như những người ca nghệ sĩ từng hát và từng hát những cái điều không hay về Việt Nam, nhưng mà những cô chú đó cũng còn về Việt Nam mà. Nhưng mà những cô chú đó phải nói, phải hiểu được là về đây không làm điều đó thì được. Đó, giống như anh Bằng Kiều hồi xưa cũng hát nè, như anh Bằng Kiều bây giờ cũng vẫn về Việt Nam hát nè. Người ta luôn luôn mở vòng tay để chào đón những kiều bào bên nước ngoài về, hay là những người ca nghệ sĩ mà họ từng hát nhưng mà cái gì người ta cảm thấy là không phải là bè nhớ mà chỉ là đứng tại đó hát vì kinh tế hay là vì cái gì đó nhưng mà cuối cùng người ta cũng vẫn cho qua được. Bạn luôn nói không có ý ác với bà Hằng. Không kìa bả, mà sao bạn cứ nhắc bả và moi móc đến chuyện bả chi vậy thế? Không, tôi không có moi móc, tôi đang nói chuyện thật tình. Bạn cho là câu chuyện này là bươi móc, nhưng tôi không có bươi móc câu chuyện của chị Hằng. Câu chuyện của chị Hằng là có thiệt. Tại vì chị Hằng nói đến những cái điều đó là có thiệt, bạn nên chấp nhận. Và cái câu chuyện đó không phải từ like con Thí, mà là những like khác người ta đã phân tích rồi, bạn hiểu không? Có nghĩa là câu chuyện này nó không phải nằm trong cái khuôn khổ mình đi gây lộn nhau, mà câu chuyện này nó liên quan tới an ninh của nước. Có nghĩa là giới cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra. Không phải là tôi khịa chị Hằng, mà đây là sự thật, bạn hiểu không? Tôi nói vậy là bạn hiểu rồi. Tôi đâu phải khịa, khịa là sao? Khịa là chẳng hạn như người ta có giấy mời, cái là mình khịa người ta. Khịa là người ta đem hình ông Yên lên, mình khịa người ta. Chứ tôi là tôi biết nhiều hơn bạn biết luôn đó. Nhưng mà tôi có những cái vậy nè. Nhân vô thập toàn, chỉ không hoàn hảo, tôi cũng không hoàn hảo. Còn họ khịa tôi là họ khịa tôi trước, thấy không? Giống như họ nói tôi là con của bà Đinh Lan nè, không, vợ bé của ông Yên nè, thì tôi trả lời lại là tôi trả lời cho cái người comment.
Chừng nào tôi kêu tên chị ra mà tôi kéo ông Yên vô tôi khịa thì bạn cho là tôi khịa. Còn tôi đang trả lời cái người mà họ comment với tôi mà. Nếu bạn cho chị Hằng không có gì với ông Yên, tại sao bạn phải bực bội làm chi vậy? Này hỏi thiệt. Cái câu chuyện đó là câu chuyện của quá khứ, mà tại vì bạn thích kéo người ta vô và bạn tự nhận là người mình thích như vậy. Còn tôi luôn nói, nếu mà mình có tiền, mình sẽ không bao giờ mê ông Yên. Vì ông Yên không có đủ đẹp đến vậy. Chứ tôi đâu có nói là chị gì đó thích ông đó đâu. Bạn tự vô like, bạn comment nhiều lần thì bữa nay Thí cũng trả lời cho bạn luôn. Không phải, tôi có nói không à, chấp nhận được khi tôi chọn nồi cơm điện là tất cả fan chị Hằng sẽ quỷ follow tôi hết. Ok. Đó, thuê bao quý khách vừa rồi, hiện thời không liên lạc được. Quý khách vui lòng xóa tên, xóa số, xóa luôn cả mình từng quen. Hello Châu Thí Hoa, chị có nghe em nói không? Có nghĩa là khi cái tư duy em chọn rõ rệt trên like là em cũng biết trước được em và chị không trùng hướng. Và khi nếu em biết chứ được em và chị không trùng hướng thì chúng ta sẽ chia tay nhau trong cái mùa mưa này. Là có nhiều mưa tới là chị em mình chia tay nhau nha. Chị em mình không trùng hướng nữa, tư duy mình đã không còn trùng nhau. Vì tôi chọn nồi cơm theo cái kiểu tôi nói rồi mà, không phải thiếu ông Minh Tệ là tôi sẽ chết. Tôi yêu cái cách tu tập đó, tôi nói nhiều lần trên live rồi. Chứ tôi đâu có đem ông Minh Tệ so sánh với chị Hằng đâu. Mà anh chị tự nhảy vô like tự la làng thôi. Đó, đúng không? Phải chi mà em bật like lên, em ghẹo chị Hằng cái gì đó, giờ anh chị nhảy lộn lộn lên. Nhưng mà em rõ nét luôn, em đã nói qua nhiều lần mà, em phân tích cái bài Diệt Tân này luôn, đúng không? Là em nói luôn là đến chiều là có chuyện rồi. Tôi đã nói là đến chiều là có chuyện liền, là cái câu chuyện đó là liên quan tới an ninh mạng. Là không phải tại tôi hay tại ai phân tích, mà là em đã nói qua rồi, khi nào đông người là nhiều khi cơ quan chức năng người ta có trong đó hết. Và người ta biết được cái buổi ghi hình của mình như thế nào, cho nên mới có công chuyện như vậy thôi. Chứ không phải là người ta thưa chỉ mà chỉ bị, mà là cơ quan chức năng mời lên. Mời lên đó, mời lên là làm gì? Để giải trình những vấn đề trên. Còn chỉ không có làm, chỉ đi về bình thường. Nhưng mà người ta sẽ mời mình lên là để mình giải thích đó, là tại sao như vậy. Đó, thì buổi sáng em có nói, buổi chiều anh chị cũng thấy rồi, ai cũng đăng lên là tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Đó, chứ em đâu bao giờ kêu chị chừng nào em bật like lên. Đừng thích chị Hằng nữa mọi người ơi, thì anh chị có quyền vô chửi em. Chừng nào mà em bật like lên mà em kêu là đừng thích chị Hằng nữa thì anh chị bắt đầu nhảy vô là có thể táp được đó. Đủ táp luôn, đủ lý do. Còn người ta nói là ai thích chị Hằng thì thích chị Hằng, ai thích thầy Quang tiếp tục thích thầy Quang, tôi thích nồi cơm. Có nghĩa là anh chị em mình nếu không trùng hướng thì tư duy của mỗi đứa mỗi khác. Chứ em đâu có biết được trong live ví dụ như 700 người này ai là chúng thanh niên, ai là fan chị Hằng, ai là fan thầy Tệ, mà mình có thể làm như vậy. Thế chị Quanh Thí, đúng không? Chừng nào em bật 10 cái like lên mà em kêu anh chị hãy quay lưng với chị Hằng đi thì anh chị nhào vô chửi em được. Nhưng mà trước khi em chọn nồi cơm, em đều nói trên like, nếu như chúng ta không trùng hướng nữa, chúng ta có thể quỷ follow ngay lúc này, ngay và liền, vì nó đã không trùng ý với mình nữa. Chị Hằng chưa về, tôi cũng nói như vậy cho đến bây giờ luôn. Thay vì chị Hằng về nè, nếu tôi mà đi nịnh á, là giai đoạn này tôi đi nịnh là ngon nhất. Tôi sẽ lên, tôi quay clip, tôi sẽ đứng đồ với fan chính nghĩa, tôi sẽ quay đồ là tôi là mãi mãi yêu đồ để cho người ta ủng hộ tôi. Nhưng tôi thì không. Tại vì sao? Tôi có nhiều lần nói với anh chị chơi với fan chị Hằng rồi. Em chơi với chị chứ không phải vì chị Hằng. Em chơi với chị vì em mến chị mà thôi. Chị mua đồ của em cũng vậy, hãy mua đồ vì em Thí thôi, chứ đừng bao giờ vì nói là đi ủng hộ chị Hằng mà phải mua đồ của em.
có nhiều lần nói với mấy chị luôn. Vì một ngày nào đó em sống sai ý với mấy chị cũng sẽ quay lưng với em thôi. Em biết trước luôn là mấy chị sẽ làm như vậy. Mà em đã làm nhiều clip trước đó rồi. Là nếu như dì Thí Nguyễn thì hả mua. Còn nếu như dì chị Hằng mà phải ủng hộ em, thôi đừng mua. Vì em phải mang ơn mấy chị nữa. Và nếu một ngày nào đó em sống không theo ý mấy chị sẽ xây qua táp em như hiện thời. Và điều này bây giờ đã có luôn. Ý chán. Khi chị Hằng về là đầy đủ lý do để đi nịnh luôn. Tại sao em Thí lại không có mặt trên Đại Nam quay, chụp hình và làm clip? Vì khi chị Hằng về rồi là em có nói qua mà, sân chơi này để dành cho người chủ nhân đó họ chơi. Và em hết trách nhiệm trong trò chơi này. Có nói trên live không? Lê Thu Đông coi live hoài nè. Là khi chị ấy về, thậm chí bài Đoạn Buồn Đêm Mưa tôi cũng sẽ không hát nữa. Tại vì chủ nhân của bài hát đó đã về, trả lại sân chơi của họ cho họ chơi. Và cũng mong là Kim Cương mãi mãi sáng như vậy, chị mãi mãi chơi ở sân chơi của chị, ca hát giao lưu với những người mà yêu thương chị. Còn cái vấn đề mà cái bài Diệt Tân đó là do chị livestream, chị nói bả là Diệt Tân, thì dân mạng này người ta cũng đưa lên rồi. Tôi chỉ phân tích cho những người chơi với tôi, cái bà này đã xuất hiện. Vậy thì anh chị nhìn vô cô cái bà này phải là Diệt Tân không? Thì ngày hôm nay anh chị cũng có câu trả lời luôn rồi đó. Khi tôi nói cái clip đó tôi cũng đâu có đi bảo vệ thầy Minh Tuệ đâu. Vì tôi có nói anh chị bạn qua rồi, ngài Minh Tuệ không cần chúng ta bảo vệ. Tại vì chúng ta và ngài Minh Tuệ đều là công dân trên đất nước Việt Nam này, sẽ có chú bác bảo vệ. Đó là cơ quan chức năng. Khi chúng ta không làm sai, chúng ta đi trình báo cái gì, cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận hồ sơ và người ta sẽ xuống giải quyết. Hello Tony Thanh. Giống như mình đi tố cáo tội phạm cũng được, nhưng phải kèm theo bằng chứng. Chị Hằng đi tố cáo tội phạm cũng được, nhưng cũng phải kèm theo bằng chứng. Hello chị Châu Thúy Hoa. Đó, đây là nghiêm túc trên live. Thì anh chị tự cho mày là con Diệt Tân. Bà Hằng nói ông Tuệ là tu, như vậy là tu cho ổng chứ tu cho ai. Thì anh chị bắt đầu ngược lại, chàng ngược vô Lan Thí Nguyễn. Mày là con Diệt Tân, mày là u mê, mày thế này, mày thế nọ. Mà tôi cũng cười không. Mỗi người một tư duy. Hello anh Khánh. Mỗi người một tư duy rõ nét đàng hoàng. Tôi chưa bao giờ mà tôi kêu anh chị đi mặc áo màu, thậm chí tôi cũng hạn chế luôn. Không bao giờ tôi mặc cái áo của thầy Minh Tuệ lên live. Còn cái nồi cơm này là của bà già tôi, mà tôi chuyên gia đem đi tụng kinh cho anh chị bạn nhà tôi nghe. Cũng không phải là tôi nịnh nữa, mà cái nồi này là ở nhà tôi để tôi chơi. Tôi chơi với anh chị bạn khi chị Hằng chưa về luôn, là tôi đã có cái nồi cơm này tôi chơi rồi. Cho đến ngày chị Hằng về, để anh chị quay qua, anh chị nhào vô like người ta, anh chị chửi người ta. Phải chứ tôi kêu anh chị chọn ông Tệ, đừng chọn chị Hằng á, anh chị làm vậy tôi không nói. Mà tôi nói là mỗi người một tư duy. Đừng đem hai vế vô so sánh. Mắc công thì một mũi tên bắn rớt hai con nhạn. Vậy tôi nói cho đến ngày hôm nay nữa nó đúng không anh chị bạn? Là một mũi tên bắn rớt hai con nhạn một đường. Mấy ông thầy chùa không sao hết. Chỉ riêng Đại Nam và ông thầy Tệ bị thôi. Tôi nói anh chị rồi mà, nếu không cẩn thận trong trò chơi này, một mũi tên của một người bắn ra giết chết hai người mà anh chị yêu thương luôn. Ai cũng bị dính vô chung với Diệt Tân hết. Có đáng không? Mấy ông thầy kia đâu bị gì đâu. Mà rõ ràng mình đang theo dõi con mấy ông thầy kia bị cái gì. Tự nhiên cái nhảy sồn sồn đó. Cái tự nhiên chia ra hai vế. Cái tự nhiên vô lai chửi. Tẩy chai mày không cho mày bán khô nữa. Cái tự nhiên mày không nghe lời bà Hằng là mày hay mặt đâu. Tự nhiên thôi. Mà trước khi chị Hằng về tôi có nói một câu, trả sân chơi này lại cho chị đó. Từ nay là cái vấn đề của năm cũ đã khép đi. Và tôi chỉ chơi đề tài của tôi thôi. Đúng không? Anh chị nào mà chơi với em chung live mà thường xuyên nhất, có phải em nói vậy không? Trả sân chơi lại có nghĩa là từ đó là câu chuyện của chị Hằng, con Thí gì trên mạng này là chấm dứt. Theo cái kiểu là em không còn đứng về cái lý do gì nữa để mà em chơi chung với anh chị.
mà em chỉ chơi cái đề tài em thích và anh chị đến chơi thôi. Cho nên em còn không quay clip ở Đại Nam, hay là em cũng không chia sẻ là mấy chị đó rủ em đi Đại Nam, mà em còn chúc mấy chị đi Đại Nam vui vẻ nữa. Chúc mấy chị gặp thần tượng vui vẻ, sang trọng, hát hay để phục vụ anh chị. Còn sân chơi của em nó nhỏ bé vô cùng, em chơi theo cái kiểu của em. Trên đất nước Việt Nam này có mấy người so sánh đi được như chị Nguyễn Phương Hằng. Cho nên anh Lê Hoàng, anh giữ nguyên cái lập trường của anh. Ở đây chưa có bao giờ người ta không thấy là chị Hằng làm thiện hết. Dạ. Anh chị cứ lo xa quá. Dạ, thấy đâu chị Kim Hương. Chưa bao giờ tôi bật like lên là tôi nói chị không làm từ thiện hết. Thậm chí lúc chị chưa về cũng vậy. Và cho đến chị về cũng vậy. Chị đó có quỷ giờ vàng đẹp. Chị đó có quỷ mổ tim đẹp. Ngoại trừ chị lên trên mạng chửi lộn với người ta thôi. Còn tất cả những chuyện chị làm tốt, ai cũng thấy hết. Chị hay đi làm thiện, chị về thôi là chị cho vài chục tỷ vô mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ những người dân ảnh hưởng do lũ lụt đâu. Có ai phủ nhận điều đó chưa? Chưa bao giờ người ta phủ nhận. Thậm chí những người mà không thích chị Hằng, người ta cũng phải công nhận là ừ, cái bà đó có làm điều đó. Người ta không thích cái tính cách, nhưng mà người ta thích cái tâm thiện đó. Tốt. Hello Lê Thanh Bình. Cho nên anh chị cứ sồn sồn lên làm chi nữa. Thiệt. Em Minh Tuệ làm thiện nhiều lắm em. Không, anh tự nhiên anh chị tự nhận. Còn tôi rất là thích nồi cơm điện theo cái kiểu hiểu biết của em. Em có nói qua nhiều lần. Vì cái sự giác ngộ của mọi người nó mọi khác. Đó là chị Kim Tiết. Này, chị Kim Tiết cũng là fan của chị Hằng đó. Nhưng mà họ luôn luôn coi trong like em. Em ngộ ra nhiều cái khác. Và em nhất định phải tụng kinh cho bằng được. Anh chị biết em chơi cái nào cũng có lý do của em mà. Và em cũng phải đi cho bằng được cho đến đoạn đường này. Là em cũng phải bỏ cả công cả sức vô em chơi mà. Anh chị không để ý hả? Là có nghĩa là em chơi cho đến khô tương vậy luôn á, là em có lý do của em. Đến thầy rớt tấm bằng luôn để chứng minh được là nó đúng. Sự giả dối nó nằm ở không nữa. Cho nên ta mới nói là màu áo không tạo nên con người. À, khi người ta coi cái clip của em là màu áo không tạo nên con người, người ta cho là em khịa chị Hằng. Anh chị hiểu không? Khi em nói là màu áo không tạo nên con người thì người ta nói là em khịa chị Hằng. Mà tôi thì đang nói màu áo không tạo nên con người là tôi nói mấy ông thầy chùa. Đúng không? Nè, tôi nói màu áo không tạo nên con người trong một cái clip áo vàng. Thì ngày hôm nay thầy quen là không tạo nên con người rồi. Thầy là lừa vĩnh chúng sanh. Thầy không có một cái tấm bằng luôn. Thiệt là đau cái lòng. Vậy thì là tôi làm cái clip đó, tôi làm cho ai? Vậy mà anh chị tự gắn ghép tôi là tôi đang nói chị Hằng luôn mới chết. Nhưng tôi cũng không giải thích luôn. Tôi không giải thích luôn. Tại vì biết sao không? Tôi làm cái clip đó, tôi nói rõ ràng màu áo không tạo nên con người. Giờ tôi tụng luôn một cái bài kinh đó luôn. Thanh Tâm, Thanh Trần. Tôi tụng luôn cái bài kinh đó xong rồi tôi chơi tiếp cái đề tài của tôi. Cho đến khi thầy Quang không có bằng luôn. Vậy thì tôi đã lỗi với fan chị hai chỗ nào vậy? Kính thưa anh chị em bạn, cô dì chú bác, fan chị Nguyễn Phương Hằng, đã lỗi với anh chị chỗ nào vậy? Từ ngày chị Hằng về cho đến bây giờ tôi lỗi với anh chị chỗ nào vậy? Mặc dù tôi không